Phát hiện ra điều này khiến cho mình chơi FIFA trên giả lập mượt hơn. Nói chung là máy của mình dạo này nó hay bị lắc, là tại vì mình cập nhật Windows á, nên nó bị lắc. Thành ra là mình không có nhận ra được, tại vì khi cập nhật á mình không có nhận ra, nó không có thông báo gì hết á. Đấy, khi nó tải xong cắt gói rồi á, thì lúc đó nó mới phát hiện ra là đã cập nhật Windows. Là sao? Bạn tưởng bạn lắc không ạ? Yeah. Chạy đâu vậy? Là sao vậy? Trong nhà này còn một người. Ok. Mày nhảy ra đi, mày nhảy ra đi. Máy mình đang mượt nhưng mà màn vẫn đang lắc. Kiểu đóng wifi nó sao đó. Chả hiểu gì hết, nãy lắc 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 chơi nó bị ảo ảo. Nói chung là nhiều cái yếu tố quá. Giờ ra mua sushi set. Phải rồi, mạng lắc bánh khó quá à. Cái đồng xu này nó lộn nhầm cái truy nã này hơi phèn, nhưng không thấy nó đâu nha. Mượt nha, mượt mượt nha, chủ yếu là mạng hơi lắc thôi. Mình tưởng pin là có 20 thôi, mà nay pin nó bị lắc thôi. Không, nó bị lây không? Thấy bị lây không? Tiền này có bánh không? Quá gì gì bên 200 rồi. Bơi nhanh hơn được không? Mẹ đi lấy nữa kìa.
Cấp 1 rồi. Top 1, top 1. Đáp vô nè. Cái quần què gì vậy trời, tôi không hiểu gì hết luôn á. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn tắt Windows Update nha. Đầu tiên mọi người tự gõ chữ CV nè, tìm cái CV đó, vô đây mọi người bấm ở này, rồi mọi người bấm W trên bàn phím, giữ im W nè, tìm đến chữ Windows Update, nó vào đây chọn là Edit rồi, xong rồi bấm Stop nha, xong rồi Apply. Mỗi lần bật máy lên mọi người cứ bấm cái này nha mọi người. Ok, vậy là xong, nó sẽ mượt hơn xí. Mọi người kiểm tra coi có đang bị dính cái bản cấp update nữa không thì mọi người vào đây nè. Nếu mà không có gì, nếu mà nó hiện như một dải ở đây đó là có như đang update, còn nếu mà như vậy đó là không có update nữa, là ok, là máy sẽ mượt.